Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày hôm nay 18 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử 254 bị cáo trong vụ án của ngành đăng kiểm Việt Nam thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hai nhân vật trung tâm trong vụ án là Trần Kỳ Hình, nguyên cục trưởng đăng kiểm Việt Nam giai đoạn 2014-2021 và Đặng Việt Hà, người kế nhiệm ông Hình. Ông Hình bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong khi ông Hà bị truy tố về tội nhận hối lộ. Cáo buộc cho thấy các bị cáo đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ để sử dụng trái phép tài sản nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác, gây thiệt hại cho nhà nước và người dân. Theo cáo trạng, ông Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam, đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ hơn 40 tỷ đồng trong thời gian đương nhiệm. Cụ thể ông Hà được xác định là người chỉ đạo mọi hoạt động của cục đăng kiểm, quản lý công tác đăng kiểm trên toàn quốc. Khi phát hiện sai phạm tiêu cực, thay vì xử lý, ông Hà lại tiếp tục đưa ra chủ trương chỉ đạo để cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới và các trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ và chia theo tỷ lệ, đảm bảo lợi ích cá nhân của ông Hà được cao nhất. Kết quả điều tra cho thấy, ông Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Số tiền này đến từ các nguồn sau đây: Phòng kiểm định xe cơ giới hơn 31 tỷ đồng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Bốn trung tâm đăng kiểm khối V ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 7,6 tỷ đồng từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2022. Năm trung tâm đăng kiểm khối 5 ở Hà Nội 780 triệu đồng, các trung tâm đăng kiểm khối D 680 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định ông Hà đã hưởng lợi gần 8,8 tỷ đồng và 13.000 đô la Mỹ từ hành vi nhận hối lộ này. Ngoài ông Hà, cựu cục trưởng đăng kiểm khác là ông Trần Kỳ Hình cũng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Ông Hình được cho là đã bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép hoạt động trung tâm đăng kiểm và kiểm định phương tiện để vụ lợi cá nhân. Hai nguyên cục trưởng đăng kiểm Việt Nam và 101 đồng phạm bị xét xử về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015 chiếu theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, quy định người nào nhận hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 20 năm, trung thân hoặc tử hình. Ngày 17 tháng 7, Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với ông Trần Ngọc Thuận, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam về tội nhận hối lộ. Võ Sĩ Lực, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam và Trần Thoại, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định nêu trên theo Bộ Công an là kết quả trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, công ty cao su Đồng Nai, công ty cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Vụ án này C03 khởi tố hồi tháng 5 vừa qua. Thời điểm đó C03 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 9 bị can cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 17 tháng 7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1965, quê quán xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bà có trình độ thạc sĩ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị Bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, Dự khuyết 11, 12, 13, Trưởng ban dân vận Trung ương khóa 13, Đại biểu Quốc hội khóa 15. Bà Bùi Thị Minh Hoài có thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Nam và trải qua các chức vụ Trưởng phòng tổ chức, hành chính, tổng hợp, thanh tra viên cấp 2, thanh tra tỉnh, kiểm tra viên chính, cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phú Lý. Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 3 năm 2011, bà Bùi Thị Minh Hoài là Phó Chủ tịch thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam. Từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 1 năm 2021, bà là Phó chủ nhiệm rồi Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương. Tháng 4 năm 2021, Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Trưởng ban dân vận Trung ương ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại hội nghị lần thứ 9, khóa 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung bà Bùi Thị Minh Hoài làm Ủy viên Bộ Chính trị. Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, chủ trì kỳ họp thứ 43 của Ủy ban, qua đó xem xét, kết luận một số nội dung. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Một số cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật đối với ban thường vụ tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2015-2020. 2020-2025. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự. Vương Bình Thạnh, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc, Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức Đảng, đảng viên khác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng thời khắc phục các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, xem xét xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 40 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Phan Đoàn Thái, Nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sa Dương Thắng, Nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan đơn vị công tác đối với ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các cá nhân gồm bùi hồng đô bí thư đảng ủy giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch phan tuệ minh bí thư đảng đoàn chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường. Đinh Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đỗ Tràng Quảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên. Đặng Quang Thủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường. Đồng thời kỷ luật khiển trách các ông Đào Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên. Trần Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố vĩnh yên hoàng trọng lợi thành ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phúc yên